thưa quý vị, xin chào quý vị và bây giờ là sáng thứ 5 giờ California thưa quý vị và chúng tôi mời quý vị xem một số tin tức ngày hôm nay. Tin tức đặc biệt ngày hôm nay chuyên về các tin tức của Hoa Kỳ và chúng ta quan đặc biệt quan tâm thưa quý vị. Bản tin đầu tiên đó, chúng ta sẽ chia làm hai phần. Phần đầu một số tin ngắn để quý vị có thể theo dõi chuyện gì xảy ra một cách ngắn gọn và sau đó một tin chuyên sâu về một số vấn đề lớn của nước Mỹ. Thứ nhất là ứng cử viên tổng thống độc lập ông Robert F. Kennedy Jr. và vừa mở một cuộc tuyên bố mà ông cho là to lớn, quan trọng thì người ta đến đó, ký giả đến đó khá đông và tưởng cái gì to lớn là một ông chiếu một slide show và trong slide show đó ông yêu cầu ông đương kim tổng thống Biden nên rời khỏi cuộc tranh cử chức tổng thống 2024 thì thưa quý vị ông nằm tưởng ra về biết điều chuyện gì lớn nhưng tới đó chỉ tự gặp gỡ chiếu cái slide show trong đó đưa ra một yêu cầu là ông tổng thống Biden nên không ra tranh cử rút rút nó là biết điều như thực chất một tin nhắn thứ hai xin gửi đến quý vị là cái chuyện biểu tình âm mỹ tại Ho Hoa Kỳ trong mấy tuần lễ vừa qua chúng ta biết rằng trong mấy tuần lễ vừa qua thì sinh viên học sinh các trường học lớn nước Mỹ từ California xuống miền Đông Hoa Kỳ đã tổ chức được biểu tình rầm rộ tại nhiều trường học lớn khác nhau ở trên khắp nước Mỹ, đặc biệt trên trường học Ivy League, Ivy League là những trường danh tiếng của Hoa Kỳ mà những người sinh viên tự hào là cái trường ừ. học trường danh tiếng trong lịch sử của Hoa Kỳ cho đến ngày này. thì thưa quý vị, từ khắp các trường học sinh viên xuống biểu tình từ New York College cho đến um, các trường học ở, ở LA, Harvard, Yale, những đại đọc lớn, danh tiếng nước Mỹ trên toàn thế giới đều xuống biểu tình. Và một số trường học dẫn đến, ví dụ Columbus, Columbus dẫn đến sự tê liệt của trường đọc. Và một số trường học đã đề nghị cảnh sát giải cứu, đuổi, bắt bớ, giam cầm, đuổi những người sinh viên biểu tình ra khỏi khu nhà trường thì đã bắt được theo tới ngày hôm nay là khoảng vài trăm sinh viên và đã thấy ruột đụng độ xô sát giữa sinh viên và cảnh sát rất là nặng nề và con số thương vong chúng ta, ta chưa nghe nói tới nhưng có một trường hợp rất là lạ lùng có một cuộc biểu tình rất lạ lùng mà tôi xem truyền hình luôn chứ không phải xem không là không phải là nghe đọc tin không là một cô sinh viên là một cô sinh viên của Hoa Kỳ cô tự khóa chân của mình trên cái bench ở nhà trường trên băng ghế nhà trường một sinh nữ sinh viên đã tự khóa chân của mình và dán người của mình lên trên cái, cái ghế của nhà trường ở trong khuôn viên nhà trường trong sân nhà trường và thưa vị là cảnh, cảnh sát kéo đến tháo ra những cái cái giấc keo mà dán xuống dán người của ta xuống chiếc ghế này và mở ra nhiều cô đứng dậy và bắt dẫn cô đi cái hình thức biểu tình này rất là nó clue herself là tự dán bằng keo dán mình chặt, chặt cứng ngắt như chiếc ghế à, bên ngoài đại học New York University cái building là School of Engineering cái phần khoa là kỹ sư cái cô biểu tình theo kiểu này rất lạ mà cô là một mình rất đơn độc cảnh sát năm bảy người cảnh sát quay lại bắt cổ tháo gỡ cổ chỉ cô chỉ một mình đơn độc thôi và những sinh viên người Palestine có người hồi giáo có đã chống đối với sinh viên của do thái và tạo một khung cảnh rất là hỗn loạn và đặc biệt là mùa này là tháng 5 sắp tới là mùa thi tốt nghiệp của các sinh viên các trường đại học mà nếu như thế này thì rất là khó cho sinh viên có thể đảm bảo bảo đảm kỳ thi. Cho nên một số sinh viên học thì học tại nhà. Một số sinh viên bỏ học và họ đang dùng cảnh sát để bảo vệ cái cuộc thi của của Mỹ ngày hôm nay. Tốt kịp Mỹ năm năm nay kể ra cũng khá lạ. Đó là nguồn tin của New York Post. Và bản tin ngắn thứ ba là theo trong lúc ông Robert Kennedy Robert F. Kennedy yêu cầu ông Biden nên rút khỏi đường đua tranh chức tổng thống 2024 để nhường lại cho ông ta và ông ta kêu gọi như vậy thì ngược lại các cuộc thăm dò lớn nước Mỹ cho thấy rằng ông giữa nẻo hiện nay <laughs> cái tình trạng giữa ông Trump và ông Biden đang hòa nhau hòa nhau trong 3 tiểu bang lớn của vùng chiến địa chúng, chúng ta biết nước mỹ có khoảng trên dưới 10 tiểu bang từ người ta gọi là tiểu bang chiến địa là tiểu bang nó không yên hẳn ở bên nào trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ quý vị đã biết có một số tiểu bang coi như thuộc về dân chủ ví dụ california oregon seattle miền tây nước mỹ và đông bắc nước mỹ new york uh, này nào vân vân một số tiểu bang coi như tiểu bang cộng hòa như texas Florida và tiểu bang miền Trung Mỹ. Nhìn chung hai tiểu bang này con số phiếu bầu cho hai bên đều ngang ngửa nhau, bầu theo tính chất từng đảng. Người đảng nào bầu theo đảng đó. Họ không xem xét yếu tố cá nhân ở đây. Họ đi trung thành bảo bày tỏ trung thành đối với đảng. Tuy nhiên khoảng 10 tiểu bang còn lại nó nằm không phải dân chủ, không phải cộng hòa có khi bầu cử này nằm ở đảng này có khi bầu cử tới nằm ở đảng khác trong lúc tiểu bang này nằm ở đảng này tiểu bang kia nằm ở đảng kia và tiểu bang này chính là trận chiến thực sự chân dung tổng thống mỹ được viết lên bởi trang bởi những tiểu bang này tổng thống mỹ thành hay bại của bộ tổng thống mỹ là nhờ lá phiếu bầu của các tiểu bang này và người ta đặc biệt lưu tâm các tiểu bang bang này thì người ta biết cái điều gì Để cho đến giờ này có ba tiểu bang quan trọng nhất trong gần một chục tiểu bang vùng chiến địa đó là hai bên ông Trump và ông Biden ngang nhau. Và trong 6 tháng tới, tới ngày 5 tháng 11, thì cuộc chiến rất là gây gắt. Cuộc chiến rất là gây gắt. và Kamala Harris đã đi một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng sau khi đi một cuộc địa bang vùng chiến địa về, làm việc với tuần lễ và lên đường đi tiếp là ngày bị đi đâu. Và đi thăm, gặp gỡ các cử tri da đen, thăm một tập tiểu bang da đen theo cái thống kê của nước Mỹ, các tiểu bang da đen hiện nay, và đông da đen hiện nay, là 30% họ chán ghét ông Biden. Và họ đang nghiêng một phía ông Trump, khiến ông Trump đang có một thế nhịn hơn. Trong cái đợt vừa qua ông Trump xuống ở New Hampshire, ở, ở, South Carolina, trụ ở đó, vận động các tiểu bang và các người da đen. Và ông ta có thể đổi được một chút xíu một số người ủng hộ, chuyển sang ủng hộ ông Biden. Nhưng mà con số đó cũng chưa đáng chú ý. Và bà Kamala Harris sẽ đi một lần nữa và bắt đầu đi trong trong mấy mấy ngày vừa qua. Bà xuống một số tiểu bang ở cái vùng mà da đen nhiều để hứa hẹn công ăn việc làm trợ cấp và cơ hội phát triển vân vân để tìm kiếm những sự ủng hộ người da đen. Cuộc bầu cử của nước Mỹ đang tới hồi gây cấn. 6 tháng tới 6 tháng chạy máu nước mắt đi mỏi chân về về mỏi chẳng, và nói mỏi miệng thì thú vị đó là tình trạng được xem là tình trạng tranh cử hiện nay bởi vì cho đến giờ này có một số cuộc thăm dò mà như bữa qua chúng tôi đưa tin cùng quý vị đó là trong mấy chục cuộc thăm dò chúng tôi đã coi thì con số của ông Trump hơn Biden hiện nay là gì 0.9 phần trăm sao trên toàn các cuộc thăm dò tháng tư này tính trung bình cộng toàn bộ các cuộc thăm dò tháng tư này thì đến ngày hôm nay là ông Trump hơn Biden là 0.9% chưa tới 1% mà con số dù cho 1-2% nữa không quan trọng mà vẫn nằm trong phạm vi bi, sai biệt của các số thống kê dưới 3% là tỷ số sai biệt có nghĩa là ai cũng có thể thắng được một tin mà chúng tôi đưa vào sáng nay rất là quan trọng là gì ông một nhà giáo sư đại học của Mỹ ông là người chuyên theo dõi và tiên đoán 10 cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua. Ai thắng, ai thua. Và ông đã đoán trúng tới 9 lần, có thể là người Mỹ số 1 chuyên về tiên đoán. Ông làm giáo sư đại học của Mỹ. Và lần này ông tiên đoán làm gì làm. Ông tin là ông, ông, ông Biden sẽ thắng. Chúng ta xem về ông trúng, nếu ông trúng lần này nữa là 10 lần trong 11 lần ta trúng. Và nếu ta sai thì sai hai lần trên 10, 10, 11 lần quý vị nhưng mà cái xác suất tôi bị 9 lần đến 10 lần đoán trúng thì lần xác suất lần này thứ 11 ông ông đó chắc là trúng chúng ta thử xem nhưng mà không có gì chắc chắn 100% cả thì chúng ta thử xem là cái cái lời đoán của ông ta như thế nào thì đó là một vài tin ngắn ngày hôm nay tôi bây giờ tâm tin rất là gọi là sôi, sôi động tin cái tin này rất là sôi động là trong một cuộc nói chuyện của tạp chí Time mà chúng tôi đã trích đăng một phần vào ngày hôm qua, trích nói chuyện một phần vào ngày hôm qua, thì một ký giả của tạp chí Time đến Maradago Long Đại, Quân Trâm để phỏng vấn ông ta. Và ông ta phân chia thành những cái đề, đề tài nhỏ. Thì ngày hôm qua ta nói một đề tài rồi. Ngày hôm nay ta nói đề tài thứ hai trong bài nói chuyện dài dòng. Có văn, có thu âm, có thu hình đầy đủ của phỏng vấn Trump một tập chí Time, tạp chí uy tín của Hoa Kỳ. Thì lần này là cái gì? Ông Trump nói một điều cực kỳ tá bạo là nếu ông ta đắc cử, ông ta sẽ xuất, sẽ, sẽ trục xuất khoảng 15 đến 20 triệu người dân lậu tại Hoa Kỳ. Cái số dân lậu tại Hoa Kỳ là bao nhiêu người? Từ những đâu tới? Và họ ở lậu, họ làm lậu, họ sống lậu như thế nào? và con số đó hiện nay vẫn làm cho hỏi rất lớn thì chúng tôi mời quý vị cùng nghe một cái câu một bản tin phân tích news analysis của chúng tôi về cái cuộc sự trục xuất cái ý đồ trục xuất 15 đến 20 triệu người dân mà di dân lậu vào nước Mỹ của ông Trump chuyện anh có làm được không trong lúc chúng ta biết rằng ông Trump đang có những cái ưu thế hơn Biden để trở thành tổng thống Mỹ của nhiệm kỳ tới qua những cuộc thăm dò dư luận ít ra là như vậy thì nếu ông Trump á, làm tổng thống Mỹ đó, thì người ta đoán được có nhiều vấn đề gai góc mà ông ta sẽ phải đương đầu ông ta hứa ông ta đương đầu ví dụ ông ta từng hứa ông ta sẽ làm nước Mỹ cai trị nước Mỹ theo chính sách độc tài của ông Hitler ông làm được không rồi ông sẽ hứa đuổi chuyện trục xuất những người di dân làm được không 15 20 triệu người dân, người dân làm được không? Vân vân hoặc vân nhiều vấn đề chúng ta sẽ tuần tự đề cập các vấn đề phức tạp của trong bài nói chuyện ngày hôm nay. Ông nói rất là nhiều vấn đề Mà đa số đó các vấn đề ta nói ông nói ông nói gọi là sơ sơ xài xài có ý định đại loại như vậy thậm chí một số ý định trái pháp luật nữa nhưng mà có một số vấn đề ông nói sâu hơn chi tiết hơn đó là di dân chúng ta tập trung về này đóng số vấn đề và đi sâu hơn chút về di dân ông Trump nhấn mạnh rằng ông ta sẽ về vấn đề phá thai ông ta nhấn mạnh là ông ta sẽ không tiếp tục nói chuyện phá thai nữa vừa rồi ông Trump ông ông nói chuyện về phá thai tại Arizona và bị dân chúng phản đối cực kỳ là quan điểm ông Trump quá lạc hậu kéo cái sầu nước mỹ lui về lại cả trăm năm lui vào cái thời kỳ nô lệ rất là rất là lạc hậu phụ nữ chống đối đàn ông chống đối người hiện đại chống đối thì ông trâm đã có những đinh chính và không trấn an được dư luận và bây giờ ông tuyên bố là ông sẽ không đề cập vấn đề phá thai nữa mà vấn đề phá thai quyền phá thai không thì vấn đề thuộc về từng tiểu ban quyết định thuộc về từng tiểu ban quyết định và ông trump không quyết định nó vấn đề này với tính chất là liên bang và ông sẽ có khả năng đề nghị một số đề nghị như là cho phép các tiểu bang bỏ tu như người phụ nữ mà phá thai trái phép phá thai không đúng theo quy định thì có thể nhốt tù như phụ nữ học mày kể cả sau vào vừa phá thai xong và ông chờ đợi từng tiểu bang sẽ có quyết định cho riêng mình có một, một vấn đề cũng khá nhức đầu mà ông cũng nói ra luôn là cái câu chuyện ngày 6 tháng giêng mà những người mob những người lưu manh đó tấn công vào tòa nhà quốc hội đập phá tùm lum giết người trong tòa nhà quốc hội đập phá tòa hội tùm lum và bị nhốt tù cả ngàn vị đó thì ông ta hứa sẽ thả rất là đông cái số người này ngoại trừ một số người này nào đó mà ông ta có thể là sẽ không thả ra nói tự trung là ông sẽ thả ra hầu hết cái điều đó cũng đã gây một sự bàn là cải rất là nhiều ông gọi những người đó là những con tin và ông sẽ phải được thả ra tuy nhiên ông cũng nói một câu như này đối với những người ác và những người xấu thì tôi sẽ xem xét lại vấn đề này một cách khác biệt không chắc là tôi sẽ thả ra thì đó là cái chuyện một vấn đề tài gai gốc ông cũng đừng nói đến còn ủng hộ hay không thì tùy tùy từng người và trong cái thời gian tranh cử vừa qua đó ông ta cũng nói những câu trời đánh thánh đâm lắm ví dụ ông ta sẽ trở thành nhà độc tài tại nước mỹ và hôm nay ông cho rằng đó là câu nói bông đùa mà thôi ông sẽ là nhà độc tài trong một ngày mà thôi ông nói giỡn chơi vậy nhưng mà ông nói trật á, thì ông kêu ông nói giỡn. mà ông nói trúng á, thì ông cho lòng nói hay ông tin đoán cái nhân vật này khó mà tin được. Ông ông kêu là ông là nhà độc tài, ông có hứa là ông sẽ trở thành nhà độc tài nước mỹ và chỉ một ngày mà thôi. Bây giờ mới nói điều này, trước đây ông chỉ nói tôi sẽ là nhà độc tài nước mỹ, nhưng mà ông là ông theo áp dụng theo đường lối của của ông ông đức quốc xã, ông Hitler nhưng mà ông không có nói chỉ một ngày tạm bỡ bông hay nói bông đùa. Thì quý vị tin ông ta nói cái gì? Tao tùy quý vị luôn. Thì cái câu nói của ông Trôm, ông nói theo kiểu là mỉa mai, Sarcastically Ông nói theo kiểu mỉa mai, châm biếm. Ông nói, ông dùng cái ngôn ngữ của mỉa mai, châm biếm để nói vấn đề này không phải nói thật không nói theo ý nghĩ chính xác của mình mà nói mỉa mai trăm biếm mà quý vị có tin hay không là tùy quý vị và ông nói cái khác hơn mỉa mai trăm biếm là nói đùa Tôi đùa đùa cỡ Trăm biếm mỉa mai và người ta cũng có một vài câu nói đùa này với ông trở lại là liệu ông có đủ sức để áp đảo một chế độ mà phát xít chế độ độc tài lên dân chúng lên, lên chế độ tự do nước mỹ không lên, lên chính phủ mỹ cộng hòa nước mỹ không đó là vấn đề khác ông ta liệu đủ sức làm những đó không không phải tổng thống làm gì cũng được và một cái điều nữa là gì ông ta nói đùa mà nửa đùa nửa thật có nghĩa là vừa có thể làm mà vừa có thể thử sức vừa có thể dọa dẫm là ông ta có thể làm tổng thống hơn một nhiệm kỳ nữa cái này là trái của hiến pháp Mỹ chúng ta biết rằng đó, trong cái tu chính của Mỹ họ quy định một tổng thống chỉ làm hai nhiệm kỳ nếu làm nhiệm kỳ và tranh cử lần nhiệm kỳ hai mà rớt thì có quyền tranh cử một nhiệm kỳ chính thức nữa mà thôi trước sau cộng lại thì chỉ hai nhiệm kỳ và chỉ hai nhiệm kỳ mà thôi đó là theo tu án thứ 22 của nước Mỹ và ông đòi lên làm hơn một nhiệm kỳ nữa thì có khi ông làm nhiệm kỳ thứ ba và như vậy là ông bắt trước ông bạn thân của ông là ông Putin của Nga hay là Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam hay là Kim Jong Un của, của Bắc Hàn cái cái máu độc tài của ông Trump nó ló hiện chỗ này chỗ nọ là máu độc tài mà vấn đề cái cơ chế bị là cái giới dân chủ nước Mỹ và sự lưỡng đảng nước Mỹ nó kềm chế lại bất cứ người nào muốn tranh độc tài cũng rất là khó tuy nhiên trong cái dòng máu ông trong thao thức trong tiềm thức của ông Trump nói, đó, có máu độc tài trong người chúng ta theo cái nhận định riêng của chúng tôi thì đó là một vài cái ý kiến rất là quan trọng liên quan đến bài nói chuyện bài trả lời phỏng vấn của ông trùm cho phóng viên của tạp chí Time tại Mar-a-Lago trong một vài tuần trước đầu tháng tháng tư này bây giờ chúng ta đi vào vấn đề gai gốc nhất của cái cuộc trả lời phỏng vấn của ông ta ngày hôm nay về vấn đề trục xuất hàng triệu người chính xác là từ 15 đến 20 triệu người ra khỏi nước Mỹ thì ông ta nói cái chi tiết nhất so với những vấn đề khác ông nói không rõ ràng không cụ thể không chắc chắn một vài ý niệm tưởng tượng có khi hợp biến pháp có khi không hợp biến pháp nó còn rất là thô sơ giống như là nó chưa phải là được chế biến chưa vào suy nghĩ thận trọng tuy nhiên về vấn đề về, về vấn đề cái, trục xuất di dân là một cái tư tưởng mà được phát triển khá mạnh mẽ và theo tạp time phát triển khá đầy đủ nhưng mà cũng lại gặp nhiều vấn đề là trở ngại pháp lý trở ngại hiến pháp và trở ngại thực tế có thể làm được hay không cái... ông tự tính trục xuất 15 đến 20 triệu người mà những người đó dưới cái tên cho nghĩa là undocumented immigrants là những người di dân không có hồ sơ không có giấy tờ và nói cách khác hơn là di dân bất hợp pháp quý vị biết 15-20 triệu là con số không nhỏ một tiểu bang California tiểu bang lớn nhất nước Mỹ và cái sơ diện tích rộng hơn Việt Nam mà khoảng 35 triệu dân và trục xuất 15 đến 20 triệu di dân có nghĩa trục xuất khoảng trên 50% dân số California bằng 4-34 tiểu bang nhỏ cộng lại thì con số này không đáng kể mà nó sẽ có nhiều hậu quả lớn lắm ví dụ nếu quý vị sống tại California lâu năm, quý vị sẽ biết là California cái nghề chính của California là nghề trồng trọt về nông nghiệp. Chúng ta lúc ở Sài Gòn hả, thường thường ta mua ra ra những trung tâm bán cây trái của Hoa Kỳ, chúng ta mua cam California, cam nó vàng khè, vậy và nó rất là ngọt, và muối nó rất là dày, rất là to, rất là ngon. Thì cam nó được trồng ở California và California trồng cái nông nghiệp của California chúng ta nghe California thông lũng điện tử Silicon Valley ta nghe được trung tâm Hollywood ta nghe đến là đủ thứ nhưng có một cái nền kinh tế không ồn ào không náo nhiệt lắm nhưng mà nền kinh tế nông nghiệp của tiểu bang California là một nền nông nghiệp lớn hàng đầu của thế giới kinh tế lớn hàng đầu của, của, của thế giới mà chúng ta ít được nghe đó vì nó bị che khuất bởi những cái kỹ nghệ khác nó ồn ào to lớn mạnh của nước Mỹ quá nhưng mà kinh tế mà nông nghiệp của California đặc biệt là ngành hai cây trái và tưới cây, tưới cỏ, làm cây, làm cỏ rồi chăm sóc vườn, chăm sóc cỏ, diệt sâu là, nó, là một cái, cái công việc rất là một ngành kỹ nghệ rất lớn. Mà cái ngành kỹ nghệ này đa số người làm trong ngành này của nông nghiệp này là người di dân từ Mỹ Tây Cơ và Nam Mỹ. Bây giờ đuổi những người này đi bắt những người này trục xuất ra khỏi nước Mỹ thì ai là người làm công việc này? Vì chính vì lẽ đó mà nước Mỹ không phải họ không có khả năng đuổi, không phải có khả năng bắt. Và vì lẽ đó nước Mỹ trong suốt mấy trăm năm vừa qua, họ mắt nhắm mắt mở, họ nửa mở nửa nhắm, họ để cho người di dân lậu, họ biết lậu đó mà vô hại. Anh ăn ở đàng hoàng, anh làm lao động, anh sống, anh đó đóng thuế, anh làm ăn sinh sống, anh cho con, cho cái đi học, thì nó tốt đẹp thôi. Và người ta không đụng tới anh. Anh đừng làm phiền hàng xóm, đừng làm phiền đất nước chúng tôi. Anh muốn sống, anh muốn ở, muốn làm ăn thì được chính vì cái chỗ mà nước Mỹ nhắm lơ mắt đi để vì cái quyền lợi của chính mình chứ không phải là vì quyền lợi của người di dân mà người di dân cũng vì cái điều này mà người di dân tồn tại không bị trục xuất bây giờ ông Trump cho trục xuất tôi cho rằng trục xuất được đi thì cái điều đầu tiên là ông đánh về di dân không đánh về nền kinh tế Mỹ ông đánh vào nền kinh tế Mỹ không đánh vào nền là, 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 di dân vậy hàng bộ khóa cánh đồng mênh mông của tây bang California từ nam chí bắc ai sẽ người trồng trà cây hái trái ai sẽ người chăm sóc và nền kinh tế của nông nghiệp của tiểu bang California sẽ gầy đổ và tiểu bang California sẽ không còn tiểu bang hùng mạnh nhất mà chưa và thứ năm thế giới như chúng ta tự biết mà tiểu bang California sẽ tụt xuống ngay một thứ hạng rất là thấp như vậy thì cái hành động đó là phá hoại hay xây dựng nước Mỹ cho nên khi chúng ta nói đó, chúng ta nói cho nó sướng cái miệng thôi ta không lật trái đọc phải nhìn cái này lợi cái kia lợi thì hại là và lợi bộ các ông tổng thống Mỹ khác không yêu nước à bộ Mỹ không nhìn thấy nạn di dân đó và họ không biết có cách nào đối phó di dân với trong trung mới làm cái việc di dân à. họ thừa biết nhưng mà nếu họ có nghiên cứu hơn họ có tham khảo hơn họ có đầy đủ tính chất quản trị kinh tế hơn thì họ không nói những câu mà easy đi như vậy câu dễ dàng như vậy nhìn đơn giản như vậy nhìn phiến diện như vậy thì đó mình đưa trong con góc nhìn thôi có thể là quý vị sẽ đưa những góc nhìn khác nhưng mà tôi đã đưa góc nhìn như vậy và ông Trump nó đưa ra liên tiếp đưa ra những cái mà người bị gọi là false claim là con, con số không chính xác ông đưa ra con số không chính xác thì hầu hết cái người di dân á là những tội phạm của các nước được thả ra như vậy là những người bị di dân nước Mỹ khoảng 15-20 triệu người sống khắp nước Mỹ là những tội phạm của các nước được thả ra và tìm cách là xuống len lỏi vào Mỹ. Cái đó cũng chưa hẳn đúng. Theo tờ New York Times và theo tạp chí Times nghiên cứu thì không có con số nào cho thấy số người di dân là bao nhiêu. Không có con số chính thức nào cho biết số người dân là bao nhiêu. Người ta đoán một con số có thể gần bị chính xác hơn là tổng số di dân tại nước Mỹ, di dân lậu tại nước Mỹ. Di dân nước Mỹ là đông hơn. Chúng, di dân lậu tại nước Mỹ là chiếm khoảng 20% di dân của ngoại quốc vào vào Hoa Kỳ như vậy thì 20% nó tương đương bao nhiêu là khoảng 10.5 triệu di dân lậu thì khoảng 10.5 triệu trong tổng số 20% di dân sống ở nước Mỹ bây giờ anh bắt như hai một lúc mà 10 triệu người thì đừng đến 15 20 triệu anh nhốt ở đâu hiện nay nhà tù nước Mỹ chúng ta biết cái khả năng này không làm được hiện nay nhà tù nước Mỹ là gì Mới bước độ tù nhân thì như thế này thôi. Chưa ráo riết lắm. Và bắt vua thả ra, bắt vua thả ra hoài đó. Họ ra vô tù như đi chợ vậy và cuối cùng là gì? Không đủ chỗ nhà tù để chứa. Muốn có nhà tù để chứa 15-20 triệu triệu dân á thì chúng ta sẽ xây bao nhiêu cái trại nhà tù nữa. Nước Mỹ đất nào chỗ nào trống xây dựng dựng dự nhà tù ấy, cũng không đủ sức chứa 15-20 triệu dân gì dân. Cho nên khi mà cái câu nói của ông Trump nghe thì nó phải yêu nước, nghe thì có lý, nghe là lấy phiếu. Nhưng không phải là một phương pháp khả thi. Đó là lý do tại sao tình yêu thai nhắc lại, ông đã từng hứa điều này năm 2016 và ông không làm gì hết. Năm 2016, Trump có hai thất hứa lớn. Hứa thứ nhất là lock her up, là bắt và Clinton nhốt tù. Suốt 4 năm làm tổng thống, chúng ta thấy ông ấy bắt bà Clinton nhốt, nhốt tù không? Có lock her up không? Cái thứ hai nữa, một là hứa thứ hai nữa, sẽ trục xuất người dân chúng ta thấy cái trục xuất người dân và trong thời kỳ của Obama và trong thời kỳ của ông Biden số di dân bị trục xuất số dân lậu bị trục nhiều hơn thời kỳ ông Trump đó là số thống kê 4 năm ông Biden làm tổng thống trục xuất di dân nhiều hơn 4 năm Trump làm tổng thống thời gian ông Obama làm tổng thống số di dân bị trục xuất lớn hơn chỉ cái điều người ta trục xuất mà người ta không nói còn ông Trump thì trục xuất ít hơn và là lớn hơn đó là đó là thực tế mà chúng ta nói không phải chúng ta nói ý kiến của tôi mà chúng ta nói ý kiến của nhà các nhà báo chí bình luận nước mỹ chúng ta tổng hợp lại đặc biệt là của các tạp chí thai của mỹ và tờ new york times của, 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 hoa kỳ đó thì đó là một vài ý tưởng để cho quý vị xem chuyện cho biết thêm thôi và đại xin kết luận này là hiện nay there is no data không có một cái số liệu nào để yểm trợ để bác cấp để support cái ý nghĩ đó cũng trâm gạt chứ ông nó ông hứng lên nói sẵn thôi ông có ý nghĩa. không phải well study muốn có một cái chương trình mà trục xuất 15 20 20 triệu người dân nhập cư bất hợp pháp á cái tiến trình này mất thôi hai thế kỷ và chúng ta không thể trục xuất trong một ngày một giờ được trong một một năm nửa năm được quý vị đó là tích lũy vấn đề này nó bám sâu nước Mỹ còn một hai trăm năm nay và cần có một chiều dài đủ một tiềm lực đủ một chính sách đủ một kế hoạch đủ mới làm công việc này được và phải có kế hoạch chứ không phải hứng lên là tao thuộc xuất là tao thuộc xuất cái đó chỉ nói để lấy, lấy, phiếu thôi nói để mua chuột mua lòng của người da trắng để lấy phiếu người da trắng thôi đó không phải là thực chất đó không phải là cái, cái khả năng thật sự làm mà chỉ lấy lòng cử tri à, uh, thấy di dân người da trắng tại sao người da trắng rất là hận thù người di dân tại vì chú quý vị đến sống california quý vị sẽ biết là gì đến sống new york là gì quý vị ra đường phố đếm từ đầu người coi trong 10 người thì có những hai ba người là người da trắng và 7-8 người là người da màu Chứ thấy là những cái vùng đất mà vùng sinh địa vùng đất trù phú công an việc làm nhiều hãng xưởng nhiều thương mại nhiều thì là người di dân sống đa số di dân chiếm hầu hết trong đó ví dụ quý vị đi ra tiểu bang California quý vị đi vô cái chợ ở, ở, San Francisco thì ta thấy người da, da, da vàng nhiều hơn và quý vị đi xuống Silicon Valley chúng ta thấy da vàng nhiều hơn Ấn Độ, Tàu, Việt Nam Phi Tân, Nam Hàn đầy rẫy hết Đài Loan, Hồng Kông đầy rẫy hết người da trắng chỉ đếm đầu ngón tay thì cái người da trắng tự đi họ mất đi cái lãnh thổ của họ đất nước của họ mà những cái miếng ngon, miếng cơm ngon, chỗ vùng đất đẹp nhất, bất giá trị nhất thì họ rơi ra khỏi người tây người da trắng. Cho người da trắng họ có một hận thù và tôi cho rằng hận thù đó của đa số người da trắng là hiểu được, là thông cảm được, là chia sẻ được. Nhưng mà ông Trung này muốn lấy lòng cái người dân bị ức chế này, lấy lòng người dân bị bất mãn này, họ muốn đuổi tất cả những người da màu trong bây giờ phút nào đó đi ra khỏi nước Mỹ ngay, làm sao được? làm sao được cùng một lúc quý vị đuổi một nửa ca từ bang california cái, cái, cái điều mà cái vấn đề mà vấn đề mà vật chất hóa vấn đề mà xe cộ nhà ở chỗ chỗ mà ăn uống chỗ nấu nướng chỗ mà ngủ nghe đấy đâu mà nếu anh vi phạm anh không lo những điều đó đàng hoàng không. mà nhốt anh như trong trong trại tù anh cũng bị kiện nước Mỹ sẽ bị hiện tan nát đó, là vi phạm nhân quyền của thế giới Liên Quốc sẽ lên án Mỹ các tổ chức nhân quyền khác lên án Mỹ Mỹ làm được không ông Trump mới nhìn được một góc nhỏ ở một phần mười của vấn đề thôi la lối ôm sợ đối với cái điều cho thấy rằng ông không phải là một người mà học cao hiểu rộng mà làm những luận án to lớn tiến sĩ này nọ để mà nhìn vấn đề thấu triệt hơn mà làm tay phục phục hội bò tay hội bò thấy đầu la lớn ồn ào ồn ào đó nhưng mà không không, không có không có chuyện sâu ông hứa ở mass depot một trục xuất đó, là theo uh, khổng lồ vào năm 2016 và chúng ta biết ông đã làm 4 năm 2016 ông có làm được không trục xuất khổng lồ năm 2016 ông từng tranh cử năm 2016 đã từng hứa như vậy rồi ông thắng mà Hillary Clinton Ông có làm được không Ông đầy nhốt lắc hơi ấp làm được không Và bây giờ lại tiếp tục lấy sách lược Năm 2016 được thỉnh dân Mỹ dân nữa Thật sự đối với những người mà như, có suy nghĩ Thì cái những lời hứa như vậy Đó là empty promise Lời hứa mà làm không được là Empty promise là, là hứa cho vui chơi thôi Làm không, 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 không có được Hứa làm gì Nghe nhức lỗ tai Và thà ông nói này Phải từng bước tiến hành cái kế hoạch nghiên cứu cái trục xuất và phối hợp chính phủ Mỹ và các tổ chức của Liên Hợp Quốc để tiến hành một cuộc trục xuất được thế giới chấp nhận và sẽ ra khỏi nước Mỹ trong thời gian 10 năm, 8 năm, 10 năm, 16 năm, 20 năm thì cái đó còn nghe được. Chứ trục xuất ngay lập tức 15 20 triệu người nhập cư bất pháp trong Ngay cái đừng nói gì ngay cái Việt Nam ở đây nè. Số người Việt Nam lậu ở tại Mỹ là con số đáng kể. Đừng nói đâu xa, đừng nói người Việt Nam lậu. Bây giờ cho hàng một số người Việt Nam đi công tác, đi du lịch và không muốn về nước trở lại hay là ở trong nước sợ bị tù đầy. Ví dụ trong cái vụ mà những người trong vụ án vàng Thìn Phát, mà năm người chạy trốn ra ngoài quốc bây giờ đang ở đâu? Có thể ở tại Mỹ. Họ có visa vào Mỹ, họ sẵn visa đó, họ lấy vé bay, dùng bay bay. đại lấy vé bay, bay qua Mỹ và họ ở luôn không về thì cũng có những người đó có thể nằm tại Mỹ. Thay hai là các luật sư của Thiền Am họ cũng tìm cách là đi vào Mỹ. Như vậy, người ta đoán là tại Mỹ hiện nay con số người Việt mà yêu ly đó, ở lậu đó, không giấy tờ đó, con số đáng kể là bao nhiêu phần trăm. Một số thanh niên sinh viên học ở đây không chịu về, tìm cách ở lại đây lấy vợ và đi nhập quốc tịch, nhập tịch Mỹ, để sống tại Mỹ luôn. Con số đó tổng bao nhiêu phần trăm và như vậy thì quý vị họ lại rác trong gia đình trong bạn bè trong thân thiết chỗ này một hai người chỗ kia một hai người làm sao quy gom bi để hết trục xuất cho họ về Việt Nam và bây giờ trục xuất về Việt Nam á chắc gì Việt Nam nhận và trục xuất về Việt Nam Việt Nam nhấc bắt bỏ tù không thì có phạm luật quốc tế không thì nó nhiều thứ phức tạp công pháp quốc tế nó rất rắc rối về vấn đề này không chỉ không chỉ đơn thuần là chuyện nước Mỹ mà là một là một chuyện của liên hợp quốc chuyện của ủy ban nhân quyền quốc tế chuyện của nhiều nhiều quốc gia rồi có nhiều ông lúc ông đưa đưa này ông đưa, đưa, đưa nó tôi xây dựng bức tường biên giới ở Việt nam hoa kỳ và số tiền thì mỗi, chính phủ mỹ phải phải trả anh xây dựng anh bảo vệ đất nước của anh mà chi phí đó nước mẹ nước mẹ phải trả thì ông bốn năm làm tổng thống, thống ông có xây dựng được bức tường nổi không hay ha, xây một vài đoạn ngắn thôi và mẹ cái trả đồng xu nào một phục xu có trả không ta nói khi bị chúng ta nói về chuyện gì với tư cách là tổng thống một một quốc gia hùng cường nhất thế giới anh nói với trình độ tri thức anh nói trình độ nhân ái anh nói trình độ quyền human right quyền nhân 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 quyền anh nói với tính rất văn minh anh nói các luật lệ chứ mình cứ nói cho nó sướng cái miệng sao thì thì ai ai mới chấp nhận được có những mấy ông mà già trầu hay bà già trầu mấy ông ngu chữ muốn phát học thì mới có thể nghe được những lời nói như vậy cái, anh ấy nhìn rộng ra chút xíu về vấn đề cơ chế xã hội cơ chế pháp lý cơ chế nhân quyền cơ chế kinh tế cơ, cơ chế quyền được sống thì chúng ta thấy rằng tất cả những cơ chế đó nó sẽ gãy tổ toàn bộ luôn Theo nghiên cứu là nước Mỹ hiện nay vào số liệu của Pew Research Center, ông ước đoán thôi chứ không phải biết chắc nữa Pew Research Center ước đoán Nước Mỹ hiện nay có 10 triệu, triệu rưỡi người ở, 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 Sống bất hợp pháp tại Mỹ Đó theo số liệu năm, năm 2001 của tổ chức uy tín là Pew Research Center Và chỉ có 10 triệu rưỡi Lấy ra 15-20 triệu Rồi Mỹ ta không biết bao nhiêu triệu người Thì làm, làm sao ta biết bắt bao nhiêu người là đủ Bao nhiêu người là hết Và bao, bao, bao nhiêu người là còn cho nên khi mà chúng tôi đọc bản tin này cũng ông Trump tôi hơi thất vọng. Cái khả năng như vậy thì khó thể làm một tổng thống giỏi được nước Mỹ. Đó là lý do tại sao trong các cuộc mà bầu chọn của cái, cái tổng thống, xếp hạng tổng thống Mỹ của nước Mỹ thì các nhà sử gia nước Mỹ, như nhà nghiên cứu sử nước Mỹ, nhà nghiên cứu sử có uy tín, họ ra một hội đồng chọn thì ông ông Trump đứng thang hàng trót cùng trong tất cả các vị tổng thống. Quý vị không cần nghe tôi nói Quý vị lên trên Google án chữ The Works President Tổng thống tệ nhất thì nó ra thôi ra Trong cuộc research năm mấy Cuộc nghiên cứu năm mấy Bầu chọn năm mấy vân 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 Nó ra sạch bạch ai đứng nhất ai đứng gì Ai đứng ba đến tư ai đứng hạt chót vân vân Nó ra hết Chúng ta không phải nói xấu ai nói tốt ai Nhưng mà điều cho thấy rằng Anh nói một chuyện nhưng mà lịch sử Mỹ nó phán xét một chuyện khác hay để cho lịch sử Mỹ phán xét đừng để mình nói phét lung tung và cũng theo Pew Research Center đó và trong cái nghiên cứu vào năm 2016 2021 á, cái đây 3 năm họ cho rằng hiện nay tại Mỹ có khoảng 10.5 triệu người dân thì bây giờ cho tới năm nay nữa thì có thể là 11 11 triệu rưỡi vân vân cái lấy đâu ra 15 20 triệu và cái con số di dân không ngừng gia tăng di dân lậu không ngừng gia tăng vào nước mỹ hàng ngày chúng ta ngồi đây các phi trường vẫn có người du lịch đến và trong số tới mỹ du lịch một số sẽ không về và khi họ mãn hết visa trở thành di dân lậu thì vẫn còn đầy dậy tại nước mỹ quý vị ra cái quán cà phê quý vị ngồi quý vị nói chuyện kết thân một vài người tại quán cà phê thì có khi trong những người bạn kết thân có khi là một trong những người đó là những người dị dân năm ba người đó là người dị dân Dị dân. dân bất hợp pháp dị dân lậu thưa quý vị nó rất là đông từ california cùng vô cái vườn hai trái nhưng tôi nói bên trên thì thao mênh bông thao mênh bông và cái người mà những người mà việt nam tại mỹ đó, quý vị hỏi bất cứ người việt nam tại nào tại sĩ có nhà riêng họ sửa cho nhà họ sơn nhà họ quét vôi họ họ làm nhà bếp lại rồi cầu lại cái người lao động của họ là ai thì quý vị biết được bất kỳ bất cứ nhà nào đang sửa chữa thì coi người lao động đó là người nào quý vị biết được phần lớn là những người di dân bất hợp pháp nhưng mà họ sống rất là hiền hòa họ sống rất là đàng hoàng chỉ cách họ muốn sống ở mỹ thôi từ điều kiện tại nước của họ con cái ít được đi học hành đời sống kinh tế khó khăn quá họ phải tìm cách họ đi di dân lậu chứ không phải họ đầu trộm đuôi cướp cái cách nói nói tôi cho rằng không có công không, có nói theo các lời của Mỹ của, của 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 CNN và một số tạp chí New York Times cho rằng nó không có cơ sở để nói như vậy làm sao mình cho, cho những người đó những người di dân bất hợp pháp đó người đầu rộng đưa cướp thì cái cái nói đó là cái nói đó tôi cho rằng là không được chính xác còn bao nhiêu phần trăm là đầu rộng đưa cướp thì có nhưng mà nó tiêu biểu hay không nó bao nhiêu phần trăm hay chứ một hai phần trăm thì là chuyện khác mình không thể lấy một cái, cái sample một một hai phần trăm người di dân là người chẳng một hai người di dân Việt Nam qua làm, làm làm ăn web thì một số phần trăm nào đó mình nói tất cả dân Việt Nam làm ăn web thì nó trật lập cũng có những kỹ sư những bác sĩ họ làm bộ hôi nó bắt ở đóng thuế tương bừng thì thì mình xong rồi nói không có công bằng và theo cái năm 2003 thống kê dân số đó 2003 năm tài chính 2003 của Mỹ tài liệu cho thấy rằng từ năm tài chính từ tháng 10 năm 2022 cho đến tháng 9 năm 2003 thì tại cái vùng biên giới của nước nước Mỹ có khoảng gần 2 triệu người người di dân sống tại biên giới họ đang họ đang định cư tại biên giới họ chưa đi vào trong sâu nước Mỹ được con số cùng rất là đáng kể. Thì qua một vài chuyện như vậy chúng ta thấy rằng đó là cái chính sách mà ông Trump gọi là chính sách được nghiên cứu kỹ nhất, được phát biểu một cách chi tiết nhất. Nhưng mà chúng ta thấy là gì? Thấy ở dưới đó là cái khả năng học thức, khả năng nghiên cứu, khả năng nhìn nhận vấn đề của chúng ta còn rất là giới hạn. Ông chỉ bựa lên là ông nói những điều gì dân muốn như vậy. Ông đánh hơi được là người dân da trắng nó bất mãn người dân là ông nói bằng mọi cách ông nói ra để ông lấy phiếu người da trắng cũng như có thể ông không đi nhà thờ do ông biết người dân mỹ đa số là người tín hữu của thiên chúa giáo và tin lành và cuốn kinh thánh là cuốn nối được nằm đầu giường của họ thì ông ra ông cầm cuốn kinh thánh và cầm cuốn kinh thánh là lộn đầu lộn ngược lại và ông nói như là ông người ngoan đạo thực chất ông có ngoan đạo không bỏ vợ này lấy vợ kia chơi gái tùm lum thì bị kiện bị cáo tùm lum thì phải là người ngoan đạo không nhưng ông đóng cái vai là ông là người, người, rất quan đạo bởi vì ông không nhắm vào cái chuyện là ông ngon đạo hay không ngoan đạo mà ông nhắm chuyện là ông làm cho người khó đạo cảm thấy ông ngoan đạo để chỉ bỏ lá phiếu bầu cử cho và khi bầu cử xong là chuyện đạo của ông thì xong rồi như do vậy đây là một tay mà tôi cho là trong lịch sử của Trung Quốc ngày xưa có nhân vật Tào Tháo là nhân vật rất là gian hùng thì bây giờ các tàu tàu đã đến Trâm nhưng phải tàu tháo đây con cháu của tàu tháo đầu thai tại tại, tại tàu đô đến Trâm rất là thật rất là gian hùng nói không có câu nào mà nói mà chúng ta có thể nghe nói không có câu nào nói ít cái câu nào nghe ra ngô ra khoai lắm và khi mình nói ra thì một số người cùng Trâm á đã cho rằng mình ghét Trâm không phải tôi không ghét một người nào tôi không thương một người nào chúng ta nhìn một cái công bằng thì ông nói như vậy tôi chấp nhận không được tôi không thể nào chấp nhận được người tôi năm ngoái năm lần kỷ bầu trước tôi không bầu cho ông ông Biden và có lẽ năm nay tôi ông cũng già tôi có thể tôi không bầu cho ông nhưng mà tôi không bầu và chúng tôi cũng không bầu cho ông Trump luôn tôi có thể để phiếu trắng thì thì như vậy quý vị thấy không do vậy khi mình lên tiếng phê bình người nào đó không có nghĩa là mình chống người đó và không có mình nghĩa là mình chống người đó mà mình bên với người đối thủ người đó nó no. mình nói theo cái điều gì nó lẽ công bằng phải đào đúng sự thật đúng cái tình hình để chúng ta người ta nghe ta cảm thấy nó thú vị chẳng hạn như chúng quý vị nghe chúng tôi chúng tôi nói bậy quý vị đâu có nghe nữa và quý vị chúng tôi không thể coi thường quý vị là một con người như vậy một sản phẩm xấu như vậy và chúng tôi dán cái nhãn là đại, đại hảo hạng đại tốt tốt làm không phải lừa cho quý vị như vậy. Chúng ta những người việt phải tập một cái trưởng thành hơn là ta không đảng cộng hòa, ta không đảng chủ bầu ông tổng thống là bầu người cai trị quốc gia người nào minh quân người nào là minh chúa thì ta sẽ đi bầu những người đó và không phải là minh quân không phải là minh chúa thì xin lỗi quý vị ta không đi bầu, ta bầu cho người khác chứ không phải là mình bầu cho người đó người đó đảng nào từ ta bản nhiên thì mình là người của đảng đó mình mua dạng Dân chủ được cái dễ gì mình ở cộng hòa mình được cái dễ gì nhưng mà mình có quyền chọn lựa chẳng hạn như là tôi vẫn nói trong tuần trước tôi nói gì cái chính sách mà của tại trung đông của ông biden là một tai họa cho nước mỹ bây giờ quy thấy tai họa chứ thế giới hồi giáo chống mỹ quyết liệt thế tai họa chưa các trường học sinh viên mỹ xuống biểu tình đầy rẫy hết và tai họa chưa nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử tổng thống của ông biden vì người ta không chấp nhận ông tổng thống người hồi giáo tại Hoa Kỳ họ chấp nhận những họ đâu chấp nhận ông Biden được kể cả những vị dân biểu người hồi giáo tại hạ viện Hoa Kỳ họ đã lên tiếng con họ xuống biểu tình biểu ở Bắc Đẩu và họ lên tiếng họ không bầu không bầu phiếu dân ông Biden họ là dân biểu của, của liên bang là người dân chủ không bầu cho Biden không phải là mình chống Biden về cái việc mà về Afghanistan không phải về không, 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 không chỉ Palestine là mình chống bù do Thái Palestine là coi như là mình ủng hộ ông trong... Trung mình... không chúng ta chống từng việc với từng người trong việc này việc nọ chúng ta muốn xã hội hoàn thiện hơn người lãnh đạo chúng ta thì chúng ta phải kính mến do do vậy chúng ta nói với vị bằng cái sự thật thà của công tim trong sạch của mình chúng ta không đặt cái lợi ích chính trị dân chủ cộng hòa ở đây từng món từng việc trong một bữa ăn có những món ngon và món dở ta nói món dở không phải bữa ăn dở ta nói món ngon không phải bữa ăn ngon mà món nào ngon ta nói ngon món nào dở ta nói dở quý vị chúng ta hy vọng là quý vị cùng chia sẻ chúng tôi trong quan điểm như vậy và một cái điều này nữa cũng cũng vui lắm khi mà báo chí hỏi ông ta vậy thì cái việc mà trục xuất di dân như vậy cả 15-20 triệu như vậy đó thì ông có cần dùng để quân đội không thì ông nói ông ta ông ta sẽ dùng quân đội và trước mắt ông ta nghĩ là về binh của quốc gia đủ national nice, no guard đủ tôi tin chắc 15 20 triệu lấy đâu ra về binh mà có thể có lực lượng lớn như vậy để vệ bên lấy đâu ra được lực lượng vệ binh mà có thể đi truy bắt truy bắt tới khoảng 15 20 triệu người dân bất hợp pháp tại nước Năm lần bảy lượt, năm lần gấp năm lần gấp bảy lần về vệ quốc gia như hiện nay cũng không đủ sức để bắt cả một triệu rưỡi hai triệu người mà bọn mười lăm hai chục triệu người dân bất pháp đừng nói gì được về biên quốc gia rồi ông nói khi cần chúng ta vẫn đưa về biên đưa quân đội vô nhập cuộc thì là một câu nói mà thiếu suy nghĩ nữa anh mới điều quân điều quân đội vào để thực hiện các, các, nhiệm vụ mà bắt bớ dân sự như vậy truy bắt các vấn đề như vậy anh mới được cái lệnh anh được sự, cho phép của quốc hội bị quyết anh không có được hành pháp không có được quyền điều động quân đội để đi làm những cái công việc như vậy ông không học thuộc bài về làm tổng thống cho quý, quý vị thấy không khi mà bọn mốt ta tấn công vào tòa nhậu hội ngày 6 tháng Giêng năm 2021 thì quý vị thấy quân đội chỉ được tham dự vào khi có điều động và quân đội đâu nha họ đóng quân ngay thôi hoa thì đúng nhưng mà họ đâu nhập cuộc đâu Until quân quân đội được yêu cầu có nhiều giới chức trách nhiệm yêu cầu qua những tầng lớp qua những cơ quan có trách nhiệm thì họ mới bắt đầu đưa quân vào giải cứu họ không được huy động để ra bắt dân đánh dân quân đội không có làm nhiệm vụ đó thưa vị mà chúng ta thấy trong này trong cái vụ trường đọc Colombia, quý vị thấy điều này nữa, đọc tin quý vị thấy này nữa khi mà ông ông hiệu trưởng muốn quân đội tới giải cứu thì quân đội nói gì ông phải có văn thư đề nghị yêu cầu trong trường hợp thứ nhất là trong trường hợp rối loạn là có riot thì chúng tôi sẽ tham gia và không đó thì ông muốn chúng tôi đưa quân vào trong nhà trường là phải có yêu cầu phải có request phải có xin phép phải có đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền đâu ai muốn huy động quân đội làm việc gì là làm đâu cho nên cái chuyện mà bắt dân á, mà huy động quân đội là ông chưa thuộc bài rồi không phải người lính đưa đi bắt dân làm những gì để làm đó không phải là việc của người lính chúng ta nhìn thấy qua hai trường hợp cái việc rối loạn tại các trường học hiện nay phản đối biểu tình ở trường học hiện nay quân đội không dám can thiệp à, can thiệp rất là và bây giờ ở lại Columbia University được đọc Columbia cho tới ngày 15 tây để chờ cái 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 thi tốt nghiệp xong thì phải có đồng ý của của nhà trường nhà trường có yêu cầu thì quân đội mới ở lại nhà trường tới ngày 15 tháng 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 năm quân đội không có tham gia các công việc mà trị an rối loạn trong nhân dân do vậy ông, ông nói lung tung mang sàn ngầu tôi không hiểu ông nói gì nữa nó báo báo cái CNN đại CNN trích câu mà mình đã chỉ chế dịu không nó nói là he would have no problem using the military Percy là ông ta không có vấn đề gì để huy động quân đội vào công việc bắt di dân này trích nguyên văn Percy và sau đó là ông ông đổi ra National Guard thì sau đó ông nói ra vấn đề về biên quốc gia thì cái, đó là cho thấy là ông ông chưa thuộc bài làm tổng thống muốn muốn làm chính trị muốn làm tổng thống phải có kinh nghiệm phải có kiến thức phải phải có hiểu biết luật cái viết câu nữa này tôi tích câu này nguyên văn để sẽ đọc cho quý vị nghe luật lệ ngăn chấm cản trở việc sử dụng tùy tiện quân đội để chống lại thường dân. Against civilians là, là đang dùng quân đội đang áp người dân thì không được. đó là sự cái việc đó chỉ có thể làm được ở tại trong lãnh thổ nước mỹ thôi với điều kiện là phải có sự chấp thuận của quốc hội đấu muốn làm gì làm tôi vị tướng vị nó nó như vậy cho nên không đọc tài liệu không trả bài không thuộc bài nói lung tung năng tan hết thì tôi không phải tôi nói kiến thức này tôi cũng học được nhiều tôi tôi bình định tôi không phải là kiến thức sẵn có của tôi tôi đọc tổng hợp lại của tờ mà mà New York Times, CNN và tạp chí Time tôi dùng lại một bài nói chuyện cho quý vị thì ông trung cãi này chuyện đó ông chống chế điều này nghe được không nè khi mà người ta nói như vậy báo chí nói như vậy thì ông chống chế cãi bữa họ, những người này không phải là người thường dân như vậy họ là gì những người di dân lầu không phải thường dân thì họ là gì? dân gì ông cãi đây là những người không phải thường dân đây là những người xâm nhập vào nước ta một cách bất hợp pháp Nó là sự xâm lăng vào đất nước chúng ta đó là cậy bựa đó là cậy chày cậy cối thưa quý vị họ không là thường dân họ là lính chỗ nào họ xâm nhập thường dân bất hợp pháp và thường dân hợp pháp chứ họ thường dân không nghĩa là thường dân hợp pháp không thôi mà thường dân bất hợp pháp nữa civilians nhưng đó thường dân bất hợp pháp và chúng ta không thể luật pháp mỹ quốc hội mỹ phải muốn sử dụng bắt bớ họ thì bắt bớ những thường dân như vậy thì văn lệnh của quốc hội Mỹ không thể ngây thơ không thể làm chuyện gì cũng được. và báo chí Mỹ đưa ra cái câu hỏi này cũng vui lắm. Vậy thì là 15-20 triệu người dân nó đốt ở đâu vậy? 15-20 triệu người dân thì phải có massive immigrant camps, có những trại tị nạn khổng lồ vĩ đại ở đâu bây giờ xây cất lên những trại khổng lồ vĩ đại ở đâu rồi hệ thống nước tắm hệ thống vừa cầu tiêu hệ thống phòng ngủ rồi quý vị các kinh khủng tôi nói với vị nghe ngay, ngay tại mỹ cái đời sống người tù nhân đó, có khi nó còn sang trọng hơn đời sống của người dân thường nữa tại vì ừ. trước đó các tổ chức nhân quyền các tổ chức nhân quyền các các tổ 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 tổ, tổ chức pháp quyền à, hay theo dõi hệ thống chăm sóc sức khỏe hệ thống vệ sinh thống chuyện ăn uống đúng vệ sinh rồi sống chấp bác sĩ đúng để chữa trị cho bệnh nhân cho người tù nhân đầy đủ rất là tốn kém do vậy đâu có thể bạn bắt ra đưa vô vô trại cải tạo ở đồng không không bạn như cộng sản việt nam đâu ở trên thế giới này chỉ có một thứ mang rợ nhất thế giới này là cộng sản việt nam mới thể nhốt những người mà cán bộ cao cấp những sĩ quan cao cấp của miền Nam Việt Nam vào rừng thâu sâu nước độc chết hàng loạt như vậy không thuốc không men không gì hết. chỉ có cộng sản Việt Nam only cộng sản Việt Nam trên hành tinh này nó ác hơn cả những cái vấn đề mà Hitler của của bên Bốt nữa thì quý vị thấy nước Mỹ anh bây giờ học theo cộng sản Việt Nam à làm sao xây được cái massive immigrant center camps những trung tâm những cái trại khổng lồ về người di dân để nhốt gần 15, 2, 2, 2, 2, 20 triệu. Quý vị biết cái dân số Việt Nam đó, bây giờ là 100 triệu. Mà bây giờ bắt vô 25 triệu, 20, 15, 20 triệu thì bằng 1 phần 5 dân số Việt Nam. Quý vị nhốt ở đâu? Quý vị có thể thành phố lớn như thành phố Sài Gòn. Cũng không Nó có chứa khoảng 5, 7 triệu, 10 triệu thôi. Muốn chứa hết cho người di dân 7,2 thành phố Sài Gòn. Ở đâu ra xây, đất đâu xây, tiền đâu xây, ai quản trị, và chừng nào xong cho nên ông, tôi cho rằng cái cái kế hoạch này của ông Trump á nói cho cho vui cũng sẽ không làm được tới đâu đó. tôi guarantee quý vị à, nếu ông Trump đắc cử tổng thống đây là kế hoạch nói dốc không làm được ai muốn tin thì cứ tin nhưng mà tôi cho rằng cái đó và khó thể nào thực hiện được tại vì nó đòi hỏi một cái, cái, điều kiện không không tưởng và chính cái báo chí của Mỹ phải nói này đây là cái chuyện mà ông ông Trump downplay the plan ông hạ thấp cái nhu cầu để mà giải quyết một tình hình như vậy hay là cái họ dùng chữ là hạ thấp cái cái cái, cái đòi hỏi xuống đó, thì đó là một cách dùng nhưng cách nói khác hơn đó, là không nhìn thấy được không nhìn ra được các vấn đề phức tạp của một dự án như vậy những cái maxi kem đâu có dễ một cái những cái trại tị nạn khổng lồ như vậy đâu có dễ ngay cả các nước đông nam á mà chúng ta thấy có mấy trăm ngàn người việt nam chỉ có mấy trăm ngàn người miền Nam Việt Nam mà tị nạn sau 1975 đi ghe đi tàu qua mà Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines biết bao nhiêu trại tị nạn mà chịu không nổi. Bung! Phải ngăn chặn người tị, nạn, hạn chế người tị nạn, xua đuổi thì nhân ra khỏi khỏi hại phận của họ. Họ không vớt. Tại vì họ không có chỗ chứa. Chỉ có một vài trăm ngàn người tị nạn thôi và đã như vậy rồi. Bây giờ là 15-20 triệu thì năm sau mới nhốt nhốt ở đâu mà điều kiện của chúng ta nhốt tại đông nam á có một cái điểm khi cái giọng nó nằm được rồi hay là ra ngồi vườn đi tiểu được rồi ở tây mỹ đâu được như vậy ở tây mỹ em phải các nhà tiêu nhà cầu đủ tiêu chuẩn bảo vệ đủ tiêu chuẩn cho tù nhân quý vị vô chúng tôi đi vô nhưng một lần số lần đi thăm các nhà tù của mỹ họ sống rất là sướng đúng, ăn uống đúng tiêu chuẩn đúng 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 chất bộ đúng dinh dưỡng và họ làm gì nữa họ, bác sĩ y tá chăm sóc thường xuyên Đâu, đâu chuyện muốn làm gì làm vậy lấy y tá nào bác sĩ nào vô trong cái bệnh viện 15 20 15 20 triệu người này để chăm sóc lấy đâu ra bác sĩ về Việt Nam hút bác sĩ Việt Nam một Trung Quốc không có gì Trung Quốc qua cái này à. nói chuyện nói cho có nói cho vui thôi cho nên cái tờ New York Times họ viết họ không chỉ trích nặng lắm do đưa vấn đề là không được ở New York Times ở CNN tạp chí Time Magazine đều đưa những cái cái bài đó không tưởng trước đây đó năm 1900 năm 2016 ông dùng ông cố vấn đó, ông mastermind của ông ta về chính sách di dân của chắc quý vị còn nhớ ông Stephanie Miller và ông ta cháy túi rồi và bây giờ có lẽ là ông đi dùng lại cái nhân vật như vậy bốn rưỡi không làm được thì đó là cái chuyện một chút xíu để quý vị thấy rằng cái chính sách của ông Trump đó, nghe thoạt nghe ông nói thấy ông là người yêu nước thoạt nghe ông nói thấy ông là người ngoan đạo thoạt nghe ông nói ông là người có tôi, tôi tiếng ngưỡng rất là tốt người giáo dân ngon là ngon đạo nhưng mà chỉ nghe mà thôi thưa quý vị đừng nhìn thấy cuộc đời của ông đời sống của ông mệt lắm và bản tin cuối cùng chúng ta sẽ nói là chuyện này cũng hay là chuyện lớn nước mỹ trong tuần tuần trong một tuần tới nè là bà Marjorie Taylor Green là một người cuồng trung trong những người cuồng trung và bà bây giờ chống một người cuồng trung khác rất là quyết liệt là ông chủ tịch Hạ viện là ông Mike Johnson bà quyết tâm sẽ đưa ra lật đổ bỏ phiếu bất tín nhiệm ông 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 Johnson Mike Johnson trong một tuần lễ tới đây và sự việc rất căng thẳng ông Mike Johnson là ông trùm của của nhóm này MAGA này Bây giờ bên ngoài bài ông đã từng binh vực và đứng ra đỡ đầu cho Mike Johnson. Bây giờ bà Marjorie Taylor Green cũng là cuồng Trump. Bây giờ ông sẽ đứng bên nào đây? Cho đến giờ chưa nghe ông Trump nói đứng bên nào. Trong khi, hạ, trong khi trong một tuần lễ tới này thì Hạ viện sẽ báo phiếu là tiếp tục với ông Johnson hay lọc đổ ông Johnson. Thì cái May ông Johnson đó, là trong thời gian vừa qua thì ông đứng về phía dân chủ ông ngã từ cộng hòa điên về một số trong việc phối hợp với dân chủ trên giữa dân chủ cộng hòa làm việc rất là thuận thảo với nhau và dân chủ đã bỏ phiếu giúp cho ông ta để thông qua cái ngân sách tài khoá viện trợ cho ukraine cho do thái và cho đài loan và bây giờ phối hợp giữa cộng hòa và dân chủ cộng hòa cộng hòa là ông ông chủ tịch cộng hòa hai viện cộng hòa ông mike johnson với cộng hòa với dân chủ rất tốt đẹp cho dân chủ hứa là nếu năm nguy thì dân chủ sẽ hỗ trợ và đánh bại cái kế hoạch của bà Marjorie Taylor Greene. Và chúng ta cũng không coi thường bà Marjorie Taylor Greene là một nhân vật cũng khó tên tuổi uy tín của Đảng Cộng Hòa. Do vậy bà có thể vận động các đồng viện có thể chống đối không? Đến mức nào đó chúng ta chưa biết. Cho nên trong tuần này chúng ta sẽ theo dõi vấn đề này. Ông Trump thì rất là không may là trong thời gian này ông quá bận rộn cho vụ án tại New York bộ vụ, án trả tiền biệt miệng cho ông không có thời gian để xía vào cuộc câu chuyện của hạ viện lần này qua từ để các đàn em cũng ông trump đánh dấu tơi tả tại hạ viện ra sao chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cập nhật tuần này về cái bản tin này ông johnson chủ tịch hạ viện có bị lật đổ không và Bà... majorie taylor green có đủ sức lật đổ ông chủ tịch hạ viện johnson không và Bà... tương lai của maga tại hạ viện như thế nào đó những vấn đề chúng ta tiếp tục theo dõi trong bản tin lần tới cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay Xin chào quý vị. Em hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.